Đấu phá thương khung phần 4 tập 24, hẹn nước 35 của Tiêu Viêm và Lạp Lan Yên Nhiên phần 3. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh họ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Đúng là một loại độc hung hãn, không chỉ có chống lại sức nóng của dị hóa, còn có thể lặng yên dung hợp, nếu không phải ta đối với thanh niên điện tông hỏa dung hợp cao, chỉ sợ cũng không thể phát hiện, không hổ là kịch độc mà cả đấu hoàng cường giả cũng kiêng kỵ không thôi. Dừng ở vùng sương mù màu đen, Tiêu Viêm trong lòng thấp giọng lẩm bẩm rồi nói: "Thanh lọc chúng, bằng không mấy cái kích độc này ở lại trong cơ thể chính là một quả bom không ổn định, không chừng một ngày là bỗng nhiên nổ mạnh, hậu quả kia." Trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm tâm thần kẽ động, ngọn lửa màu xanh lập tức bao vây sương mù màu đen, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Khi khu độc cho Lạp Lan Kiệt, bởi vì sợ một khi không cẩn thận đem hắn đốt thành tro, cho nên Tiêu Viêm điều khiển nhiệt độ dị hỏa gần như là ôn hóa. Hiện tại trong cơ thể chính mình thanh lọc độc phụ, bởi vì lẫn nhau kế hợp duyên cớ, tự nhiên là không cần phải cẩn thận. Theo nhiệt độ ngọn lửa màu xanh cấp tốc tăng cao, đoàn sương mù màu đen cũng đã dần bắt đầu nhộn nhạo lên. Chẳng qua loại độc này dù sao cũng không phải là vật thường, cho dù là ở loại nhiệt độ cao này lại y nhiên kiên định không có lập tức biến mất. Dưới nhiệt độ cao, sương mù màu đen thể tích chậm rãi thu nhỏ lại. Đợi đến một lát sau, một lũ sương mù màu đen thế nhưng lại bắt đầu dung hợp cùng nhau, giống như là một viên hạt châu màu đen bình thường. Tại bên trong hạt châu, u quang lóe ra, tựa hồ là ẩn chứa mênh mông năng lượng. Lạc độc biến hóa kỳ dị này làm cho Tiêu Viêm rất kinh ngạc. Hạt châu đen đang ở bên trong ngọn lửa màu xanh, trong lòng dò xét, hắn rõ ràng cảm thấy được, tại bên trong hạt châu màu đen cứ như là ẩn chứa năng lực hùng hồn. Sao lại thế này? Lạc độc không có khả năng có được loại năng lượng này. Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Viêm gắt gạo đích gương mắt nhìn hạt châu màu đen, ngọn lửa màu xanh nhiệt độ đột nhiên lại tăng vọt. Việc tiêu hao năng lượng đột xuất này cũng làm cho linh hồn lực lượng của hắn cùng thoáng có chút là ăn không tiêu. Theo nhiệt độ ngọn lửa màu xanh tăng lên, hạt châu màu đen rốt cuộc bắt đầu có động tĩnh, bắt đầu biểu hiện run rẩy, sương mù màu đen bên trong hạt châu thấm thấu ra. Sau đó ngọn lửa nóng chảy thành lọc thành một mảnh hư vô. Sương mù màu đen không ngừng từ bên trong hạt châu mà ra, mà bên ngoài hạt châu cũng đang nhạt dần. Nhìn vẻ ngoài hạt châu chậm rãi trở lên nhạt dần, Tiêu Viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời làm cho tốc độ thành lọc nhanh hơn. Khi sương mù màu đen từ hạt châu hoàn toàn ra hết, hạt châu màu đen chuyển biến thành một tiểu viên cầu lóe ra hào quang trắng nhàn nhạt. Phía bên trong có một lớp sương mỏng trong suốt, có thể thấy chất lỏng chứa năng lực thuần khiết. Lẽ nào đây là năng lượng thật thuần khiết? Ngạc nhiên nhìn tiểu cầu trong suốt nó được lửa ngay, Tiêu Viêm nhướng mày, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm rồi nói: "Theo lý thuyết, lạc độc này là một loại độc tố, không có khả năng có được năng lượng thuần khiết như thế, chẳng lẽ mấy cái năng lượng này là của người khác? Là Lạp Lan Kiệt?" Bỗng nhiên ý niệm này toát ra trong đầu, trong lòng Tiêu Viêm nảy lên. Sau lửa ngày đã trở lại bình tĩnh, trầm ngâm hồi lâu, đã dần dần cảm thấy thoải mái. Một cái loại độc ẩn núp trong cơ thể Lạp Lan Kiệt lâu như vậy, ngày thường ăn mòn cơ thể của hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy đi một ít đấu khí cắn nuốt. Thời gian lâu như vậy đã chứa đựng được một cỗ năng lượng khủng bố, nhưng mà đối với Lạp Lan Kiệt mà nói, sự tình này chẳng là gì. Chẳng qua đối với việc ngoài ý muốn lạc độc tiến vào thân thể của chính mình, đối với Tiêu Viêm mà nói, không thể không nói là thiên tài địa bảo, bởi vì nhờ vào loại năng lượng thuần khiết này hoàn toàn có thể bị Tiêu Viêm để luyện hấp thu. Đối với tài bảo ngoài ý muốn này, Tiêu Viêm lại lặng yên lúc sau, trong lòng nổi lên chút ý cười. Lấy tâm tính của hắn, tự nhiên không có khả năng trả lại cho Lạp Lan Kiệt, cho nên đối với nguồn năng lượng này bị hắn giữ lại làm lợi tức. Theo tâm lý chuyển động, ngọn lửa màu xanh ngưng tụ thành một ngọn lửa thật nhỏ chỉ bằng cây kim, sau đó nhắm vào phía trên hạt châu trong suốt. Tức thì hạt châu bạo liệt, một dòng chất lỏng màu xanh chảy ra thoáng ra khắp phương tám hướng. Sớm đã có chuẩn bị, Tiêu Viêm mạnh mẽ khống chế dọc theo kinh mạch lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Khi cổ chất lỏng năng lượng tạo thành một lần vận chuyển, màu lam nhan sắc đã hoàn toàn chuẩn bị loại bỏ ra, triệt để biến thành một nguồn năng lượng thuần khiết có thể cung cấp cho bất kỳ ai. Mặc dù hiện tại cỗ năng lượng đã cực kỳ thuần khiết, chẳng qua Tiêu Viêm vẫn cẩn thận vận dụng dị hỏa tinh tế một lần nữa, trực tiếp cẩn thận thăm dò mới yên tâm tiến vào bên trong đan điền. Cỗ chất lỏng năng lượng này khi tiến vào trong đan điền lúc sau, nó đã nhanh chóng bị đồng hóa thành cùng chủng loại, sau đó bắt đầu chia lìa, hóa thành một giọt nước có thể tích hoàn toàn giống nhau, nằm tại bên trong đan điền. Cảm thụ phía trong đan điền càng thêm cảm giác sung mãn, Tiêu Viêm nhịn không được thầm nhủ lắc lắc đầu, tự trách chính mình. Năng lượng một lần nữa quán chú, thế nhưng là ước chừng bên trong đan điền tăng thêm gần 20 chất lỏng năng lượng tinh thuần. Dựa theo loại này hiệu suất lại đến 3 lượt, chỉ sợ hắn tưởng sẽ không đến nửa tháng thời gian nhảy đến thất tinh đấu sư cấp bậc. Không hổ là đấu vương cường giả, trong cơ thể ngưng tụ năng lượng chỉ là một phần nhỏ mà đã khổng lồ như vậy.
Trong lòng thầm than một tiếng, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt, thở ra một hơi. Bên trong phòng, Hải và Đông ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Viêm. Thấy hắn mở mắt, không khỏi cười nói, ngươi tự hồ là mạnh lên rất nhiều. Tuy nhiên biến hóa của Tiêu Viêm cũng không có quá là mức kịch liệt. Chẳng qua lấy cảm giác năng lực của Hải Ba Đông, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng nhận thấy được thay đổi rất nhỏ của hắn. Phải rồi, khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn ngón tay, khuôn mặt không khỏi đổi, chỉ thấy bên cánh tay phải ở ngón giữa chín đầu ngón tay cứ như là thành màu đen. Sao lại thế này, không phải Lạc Động đã hoàn toàn đuổi đi sao? Khuôn mặt thoáng có chút khó coi, gương mắt nhìn đầu ngón tay đã biến thành màu đen, Tiêu Viêm thanh âm trầm thấp. Làm sao vậy? Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông ngẩng đầu lên, tiến đến nhìn vào ngón tay biến thành màu đen, sắc mặt đồng dạng là khẽ biến, nhíu mày rồi nói, đây là lạc độc, như thế nào cho tới trên người của ngươi? Không biết được, không nghĩ tới thứ này có thể chống lại sức nóng của dị hóa. Không có khả năng, lạc độc bình thường tuyệt đối là không có khả năng chống cự dị hóa. Cho nên biến hóa hiện tại, có lẽ là bởi vì lạc độc ẩn lúc tại Lạp Lan Kiệt trong cơ thể đã lâu, mà tạo thành biến dị. Khẽ cau mày, Hải Ba Đông trầm ngâm lửa ngay, chậm rãi hướng tới Tiêu Viêm rồi nói, ngươi thử xem thân thể có gì không hợp lý hay không. Tiêu Viêm gật gật đầu, tay phải bắt đầu dò xét. Màu xanh đấu khí đột nhiên xuất hiện, hai người ánh mắt cắt gao nhìn chăm chú đấu khí. Hai người nhìn chăm chú, màu xanh đấu khí xuất hiện lửa ngay. Sau đó phát hiện ra ở một chỗ màu đen vân ngăn, lạc độc đã xâm nhập vào trong đấu khí của ngươi. Không hổ là lạc độc, thật là đáng sợ. Nhìn vân ngân màu đen, Hải Ba Đông nhịn không được đích lắc đầu rồi nói, ngươi cảm giác như thế nào? Tựa hồ là không có gì khó chịu. Tiêu Viêm cau mày, thần tình khó hiểu, bàn tay khẽ động, đấu khí xuất hiện màu đen kia cũng tùy theo chuyển động, nhưng mà không gây cho Tiêu Viêm thương tổn gì, ngược lại làm cho hắn thấy tựa hồ là đấu khí sát lực trở lên càng mạnh. Mà ta cũng không biết đến cuối cùng là làm sao thế này. Chẳng xem qua tình huống hiện tại, giống như là lạc độc đối với người không có hành động phản phệ, có lẽ nó bị người luyện hóa cho chính mình. Hải Ba Đông lắc lắc đầu. Tiêu Viêm mím môi, ánh mắt cắt gao nhìn chăm chú vào đấu khí màu xanh nhuộm màu đen vân ngăn. Theo khí động, màu xanh đấu khí đột nhiên bốc lên, vân ngăn này tối đen, toàn bộ bị hắn cưỡng bước tiến bên trong ngón giữa tay phải. Xem bộ dáng của hắn, giống như là thiên phú tường trì tường bái. Vân ngăn tối đen tràn vào bên trong ngón giữa, một lát sau, toàn bộ các ngón tay cư nhiên trở thành màu đen, bộ dáng hết sức là kỳ quái, lộ ra u mang cực kỳ quỷ dị. Độc dược thật là lợi hại, nhìn Tiêu Viêm ngón tay biến thành màu đen, Hải Ba Đông sắc mặt đại biến, thất thanh rồi nói, ngươi không phải nói đã luyện hóa nó, như thế nào còn có được độc tính kịch liệt như vậy? Tiêu Viêm sắc mặt cũng không ngừng biến ảo, hắn có thể nào nghĩ đến, chẳng qua giải độc mà thôi, cuối cùng cư nhiên đem chính mình làm thành bộ dáng như vậy. Nó tự hồ là được ta khống chế, tức không có lửa điểm phản phệ. Sau lửa ngày, không có nhận thấy Tiêu Viêm có chút gì không ổn, khẽ khẽ lắc đầu, ngón giữa xuất ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông. Ngươi làm gì? Nhìn Tiêu Viêm ánh mắt quỷ dị, Hải Ba Đông vội vàng thổi từng bước. Giúp ta thử xem có hiệu quả gì. Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, lập tức không đợi Hải Ba Đông hồi phát, ngón tay đã mãnh liệt hướng đến hắn. Tiểu tử, đừng làm loạn, đây chính là lạc độc, ta té đây. Hải Ba Đông chạy rất nhanh, nhìn Tiêu Viêm đang vọt tới rất nhanh, bất đắc dĩ mắng một tiếng, hai tay tìm tòi trên thân, một khối huyền băng kính xuất hiện trước mặt. Thân thể đẩy tới, ngón tay đối với băng kính không tránh không né vọt lại gần. Trong lúc tiếp xúc, băng kính nhẹ nhẹ theo ngón tay của Tiêu Viêm thẩm thấu mà ra, mà bên kia băng kính đủ để phòng ngự một kích của đại đấu sư cường giả. Tuy nhiên là bị nhanh chóng hủ thực xuất hiện một động khẩu thật sâu, ngón tay kích xuyên băng kính thình lình chuyển hướng. Huyền băng kính cứng rắn thế nhưng bị cắn đứt, nhìn Tiêu Viêm dễ dàng làm cho băng kính phá khai. Hải Ba Đông sắc mặt biến đổi, thân thể khẽ lắc, cúi đầu phía Tiêu Viêm bất đắc dĩ quát khẽ nói, hỗn đản, cái việc này cũng làm được, đó chính là lạc độc đó, cho dù là lấy thực lực của ta, chuyển nhiễm thứ kia cũng gặp phiền toái đó. Tiêu Viêm hướng về phía Hải Ba Đông cười cười, cúi đầu nhìn ngón tay quỷ dị màu đen, đôi mắt có chút phấn khích, lè lạc độc có lực phá hoại, vượt qua dự kiến của hắn mà có phương thức công kích kỳ quái, làm cho Tiêu Viêm vui mừng nhưng trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Mặc dù thứ này lực công kích không kém, thực sự làm cho Hải Ba Đông kiêng kỵ không thôi chính là lạc độc. Tuy nhiên hiện tại lạc độc giống như là nghe theo Tiêu Viêm chỉ huy, khả năng như thế nào biết, ngày sau cái thứ khủng bố này có thể hay không bỗng nhiên bùng nổ. Nhớ tới thực lực đấu vương của Lạp Đan Kiệt bị lạc độc biến thành bộ dạng thê thảm, Tiêu Viêm môi có chút khẽ run run. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm, Hải Ba Đông tự nhiên là cũng rõ ràng hắn kiêng kỵ, tiến lại gần nhưng mà cũng cùng Tiêu Viêm giữ chút khoảng cách an ủi rồi nói, người cũng đừng quá mức lo lắng, lạc độc trong cơ thể của người ta nghĩ lên là thuộc loại biến dị nào đó, bằng không sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, người có dị hỏa phòng thân cơ bản là sẽ không gặp kết cục như là Lạp Lan Kiệt, mà có lẽ người còn gặp được may mắn. Nhìn vào lợi ích trước mắt,
người đã có được một loại năng lực cực kỳ là quỷ dị. Ngày sau hắc chỉ này chỉ sợ thật sự làm cho nhiều người bị người nắm trong tay. Ây, hy vọng là vậy. Hít một hơi, Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu. Ngón tay màu đen theo ý động, màu đen kia dần dần biến mất. Một lát sau, hoàn toàn hồi phục lại vẻ bình thường. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm hảo hạm thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữa đấu phá thương khung phần 4 tập 25 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. Cuối cùng thì mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.